điều tra sau này lại xác định thời gian tử vong của hai nạn nhân là 20 giờ 30 phút. Báo cáo viết tiếp, khám nghiệm hiện trường có nhiều dấu tay mới để lại tại hiện trường bên trong nơi xảy ra, không tìm thấy hung khí gây án. Khám nghiệm có tiến hành thu nhiều dấu vết vân, vết máu, vết giày dép để giám định truy nguyên. Như vậy, thời gian chết của hai nạn nhân khác với kết luận của bản án. Và dấu vết hiện trường thu được lại không liên quan đến Hồ Duy Hải. Trong suốt hơn 10 năm theo đuổi vụ kiện bưu cục Cầu Voi để bảo vệ bị án Hồ Duy Hải, luật sư Trần Hồng Phong đã đọc hết mọi hồ sơ vụ án. Nhưng ông chưa bao giờ nghe đến cái tên Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí. Không có trang hồ sơ nào nhắc đến hai nhân vật này. Thế nhưng 12 năm về trước, cả hai nhân vật này đã làm chứng với lời khai về đêm xảy ra thảm án. Theo đó, cả hai đều đã nhìn thấy một thanh niên ngồi với hai nạn nhân trong bưu cục trong khoảng thời gian từ 19:40 đến 20:00. 12 năm trước, Đinh Văn Còi là thiếu tá phòng cảnh sát cơ động thuộc công an tỉnh Long An. Buổi tối 13 tháng 1 năm 2008, Còi và Trí đến bưu cục Cầu Voi mua các điện thoại. Cả hai đến bưu cục vào khoảng 19:40 bằng xe máy. Cả hai người đều nhìn thấy một thanh niên ngồi cạnh Hồng trên ghế salon sau quầy giao dịch. Còn Vân là người bán các điện thoại cho Còi và Trí. Tại biên bản ghi lời khai, Còi nói khi ghé vào bưu điện Cầu Voi là khoảng 19:40. Trước khi quẹo vô, tôi thấy đèn bên ngoài và bên trong còn sáng. Bên ngoài, trước bưu điện, không có xe cộ gì cả. Tôi bước vô đứng sát quầy và nhìn thấy tại đây có ba người, một nam, hai nữ, tất cả đều ngồi ở salon phía sau quầy. Tôi nhìn vô phía sau quầy, cách chỗ tôi đứng khoảng 4 mét, thì có bộ salon. Phía bên trái bên ngoài nhìn vô, thấy có một thanh niên khoảng 30 tuổi, đang ngồi hướng mặt ra lộ, người hơi mập, mặt tròn, tóc hơi xoăn. Mặc áo thun, có cổ màu vàng, ngắn tay, tôi và Trí nạp các điện thoại khoảng 5 phút, lúc đó không có ai đến cả. Tại biên bản ghi lời khai ngày 15 tháng 1 năm 2008, bút lục 141-142, anh Lê Thanh Trí khai. Lúc đó khoảng 19:40, tôi chở anh Còi đến bưu điện Cầu Voi, vô nạp các điện thoại. Tôi thấy một cô gái đứng phía trong, đang nạp các điện thoại cho anh Còi. Còn tôi mua cái các điện thoại loại 100.000, tôi tự cào nạp điện thoại vào máy. Sau khi nạp xong, lúc đó khoảng 19:50, tôi về nhà. Tôi nhìn đồng hồ khi về nhà là 20:10. Ngoài sân chỉ có xe của tôi đậu chứ không có xe của ai cả. Vậy là từ lời khai của hai nhân chứng này, ta có thể thấy những điểm tương đồng là thanh niên, mặt tròn, tóc ngắn, mặc áo thun ngắn tay có màu vàng. Thế nhưng đến khi vào cáo trạng số 97 QDKSDT ngày 1 tháng 10 năm 2008 thì Hồ Duy Hải bị buộc tội giết hai nạn nhân bởi lời khai của nhân chứng duy nhất là Đinh Vũ Thường. Không nhắc gì đến Còi và Trí nữa. Bản cáo trạng viết, nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong ghế tại bưu điện lúc 19:39.
Thậm chí bản cáo trạng còn viết sai trầm trọng. Phù hợp lời khai của Đinh Vũ Thường, người gọi điện thoại cuộc cuối cùng cho bị can. Sự thật là trước đó Thường và Hải chưa bao giờ biết nhau. Trong một bản viết tay của Đinh Vũ Thường cho luật sư Trần Hồng Phong, Thường viết: "Tôi không khẳng định nhận dạng được người thanh niên mà tôi thấy hôm 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu cục Cầu Voi." Đinh Vũ Thường cũng xác nhận không hề được mời tham dự trong tư cách nhân chứng tại tòa. Đinh Vũ Thường là nhân chứng duy nhất mà lời khai dùng căn cứ kết tội Hồ Duy Hải. Đinh Vũ Thường và Hồ Duy Hải không hề quen biết nhau. Trong bản cáo trạng viết, nhân chứng Đinh Vũ Thường phát hiện thấy Hồ Duy Hải ngồi trong bưu điện lúc 19:39. Nhưng trong biên bản ghi lời khai ngày 31 tháng 3 năm 2008, bút lục số 250-251 sau khi Hải bị bắt, Đinh Vũ Thường chỉ khai là anh nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận diện được người này, và nhìn thấy một chiếc xe máy Dream nhưng không nhìn thấy biển số xe. Cũng theo các hồ sơ của vụ án, không hề có bất cứ lời khai nào của hai nhân chứng Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí được đưa vào, dù những lời khai này đã được đánh số bút lục, tức là đã trở thành hồ sơ điều tra. Lời khai của Đinh Vũ Thường được mông má để buộc tội Hồ Duy Hải. Lời khai của anh Đinh Vũ Thường được sử dụng là lời khai của nhân chứng duy nhất tại mọi phiên tòa, dù anh ta không được mời có mặt. Còn lời khai của hai nhân chứng khác là Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí không trùng với nhận dạng của Hồ Duy Hải. Theo anh Còi và anh Trí thì người thanh niên có mặt ở bưu cục Cầu Voi cũng già hơn rất nhiều, là từ 30 đến 33 tuổi. Trong khi vào thời điểm đó, Hồ Duy Hải mới 23 tuổi. Điều lạ lùng là sau ngày xảy ra vụ án, lời khai của Đinh Văn Còi và Lê Thanh Trí đã bị âm thầm rút ra khỏi hồ sơ vụ án. Vì sao họ làm tất cả để buộc tội chết cho một con người? Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.